các chị ơi vào săn sale với em nha. Mình thấy bài livestream của em rồi, mình chấm bài tương tác cho em cái. Và đừng quên chia sẻ bài livestream này luôn. Hôm nay thì sale rất là nhiều, tranh thủ nha cả nhà. Mẫu của em đang mặc trên người nè, mã sản phẩm là DA1351. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1351 nha cả nhà ơi. Đầm này thì hiện tại em đang có cho cả nhà mình size M và L 40 cho tới là 60kg mặc được nha. M với L 40 tới 60kg mặc được. Và ngay bây giờ các chị mình đặt hàng em sẽ sale luôn. Bình thường các chị mình mua cái đầm này là gần 400 ngày đồng đúng không? Gần 400 ngày đồng là mua trên live đó, chưa tính tại cửa hàng. Thì ngay bây giờ em trước đơn cho cả nhà mình luôn, với mức giá chỉ có là 259.000 đồng thôi, 40-60kg mặc được. Đa số sẽ còn size M và chỉ cần một cái size L duy nhất ở cuối cùng thôi. Mẫu đầm này đảm bảo chị khách nào về nhà mặc cũng khen hết. Em chào chị Nemo, chào cả nhà mình mới vô. Các chị mình thấy bài livestream của em, mình chấm bài tương tác và chia sẻ livestream giùm em nha. Mẫu em đang mặc trên người 1351, đồng này đảm bảo về nhà nhận được hàng một phát là mình mê sáp liền luôn cả nhà ơi. 259k mà đầm này đầm nhung nha, nhung may phong cổ vét, có phối cho mình nút hình hoa hồng và có đính đá cho mình luôn. Đây, nút hình hoa hồng và có đính đá cho cả nhà mình luôn, đẹp xuất sắc nha cả nhà ơi. Từ cái form cho tới cái chất liệu vải cho tới cái từng cái nút nó vẫn rất là đẹp. Và cái đầm này hôm nay cả nhà mình được săn sale với mức giá là 259.000 đồng đó, kèm thêm một bên túi và khóa kéo phía sau lưng cho cả nhà mình luôn ha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1351, mặc ra rất là sang. Cái đầm mẹ em mua tặng rồi cả nhà ơi, ai cũng khen hết trơn á, đảm bảo chị khách nào mặc về cũng đẹp hết trơn cả nhà ơi. Và hiện tại em chỉ còn mở với lời thôi, 40-60kg, chị khách nào chưa có đặt sớm. Bây giờ em lên tiếp đầm 99k nha cả nhà, chia sẻ livestream giúp shop, chia sẻ lên tường vào nhóm và để với chế độ công khai, em tư vấn và chạy hàng về sau cho cả nhà mình luôn. Đặt sớm có lên sớm nha cả nhà. 1351, 259.000 đồng. Bây giờ em sẽ chuyển thêm cho các chị mình cùng xem một cái mẫu đầm khác nữa nha. Ông ý làm nào của em thì mình đặt hàng sớm, em tư vấn và chạy hàng về sau cho cả nhà mình luôn ạ. Rồi bây giờ tiếp tục em sẽ thay thêm cho các chị mình cùng xem cái đầm này sale luôn cho cả nhà mình, với mức giá chỉ có là 99.000 đồng thôi. Các chị mình chờ em một chút xíu nha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1089, 55kg độ về mặc đẹp. Em sale ngay cho cả nhà mình giá 99.000 đồng. Mã sản phẩm là 1089 nha cả nhà ơi. Rồi 99.000 đồng. Còn size L, dạ chất liệu vải nhung nha chị Minh Hoàng nha, đầm nó đầm nhung. Đầm này bán rất là chạy. Đầm này bán chạy cực kỳ luôn, em còn size nhỏ thôi, kiếm đầm size lớn đi em. Rồi ok chị luôn, size lớn có size lớn nha. Size lớn có size lớn sale nha. Rồi em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1089. Đầm này chất lay dong cao cấp, co dạng 4 chiều, vải mềm mặt mát và có phối cho cả nhà mình. Hoa thêu đó, đẹp cho cả nhà ơi, hồi nãy là đầm nhung, còn này đầm hoa thêu. Em chốt đơn luôn 99.000 đồng, mã sản phẩm 1089. Bây giờ chị nào chưa có cái đầm này của em thì mình comment liền phía dưới 55kg độ về mặt đẹp cho em. Em tối đa 75-77 độ lại mặt thoải mái cho em luôn. Mã sản phẩm là 1089. Các chị mình đặt hàng đầm này của em thì mình comment liền phía dưới, em tư vấn và chị hàng giờ xa cho các chị mình luôn. 1089 với số điện thoại cho em nào được. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm là 1089 cả nhà nha, 99.000 đồng. Trước khi đặt hàng các chị ơi, mình chấm bài tương tác cho một cái rồi chia sẻ livestream giúp em 3 lần được không ạ? Chia sẻ 3 lần nha cả nhà, chị nào có chia sẻ là em sale nhiệt tình luôn. Đầm này em cũng sale luôn cả nhà ơi, tranh thủ nha em, chia sẻ mạnh mạnh tay cho em. Lượt chia sẻ càng cao thì đầm được sale giá càng rẻ. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1089, em sale nhanh cho cả nhà mình luôn, 99.000 đồng. 55kg độ về nha, 1089 cho em. Màu này là màu tím cà, còn một cái cuối cùng thôi. Bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem mẫu khác. Ưng ý đầm này của em thì mình đặt hàng sớm liền dùm em tư vấn và chờ hàng chờ size luôn. 1089, 99.000 đồng. 99.000 đồng thôi nha. Tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái mẫu đầm khác nữa. Đó, xem ưng mẫu nào comment liền phía dưới, em tư vấn trước đơn luôn. Đây cái đầm này nữa, 99k, 99.000 đồng cho mình thôi. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1320. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1320, mã 1167 cho chị xem. 1167 em hết hàng lâu rồi chị ơi. Rồi chị nào gộp đơn thì gộp luôn nha, đơn hàng 600k được miễn phí giao hàng toàn quốc. Đây tiếp tục đầm này 99.000 đồng thôi. Đầm này dán bo thì đuôi cá và phía trước sẽ có phối cho mình, đây nút hình hoa đính đá cho mình luôn, rất là xịn sò nha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1320. Đó, 1320.
Rồi chị nào chưa có năm này đặt sớm, em còn ít lời nhưng mà tính theo L cả nhà ơi. Giá tiền sale là 99.000 đồng, mẫu đang mặc trên người 1320. Rồi chị nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm liền giùm em. Em tư vấn về chị hàng chị sai tính là còn size L nha cả nhà nha. 50 tới 55 kg mặc được mẫu này cho em. 1320 chốt đơn 99.000 đồng. 1320 chốt đơn 99.000 đồng cả nhà ơi, đặt hàng đầm này comment liền phía dưới cho em là 1320 và kèm với số điện thoại cho em 99.000 đồng size L cả nhà nha, tính size L. Chia sẻ livestream giúp em mỗi chị 3 lần nha cả nhà ơi. Nãy giờ chị nào đặt hàng nè, chia sẻ livestream hộ em. Đầm này em còn một cái nha em qua luôn. Đầm này em còn một cái nha em qua luôn, nhanh nhanh chút xíu để các chị mình dễ đặt hơn. Đó, rất là nhiều mẫu đẹp, sale rất là rẻ luôn. Tranh thủ đặt sớm là có đơn hàng, đặt chậm mới hết hàng ổn. Rồi bây giờ 1320 99k nha, 1320 99k. Tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác nữa. Mình xem mình ưng mẫu nào thì mình comment liền phía dưới, em tư vấn và chị hàng chờ soi cho cả nhà mình luôn. Mã kèm giá kèm số điện thoại cho mình được rồi. Đây tiếp tục đầm này đi, sale luôn cho các chị mình. Chia sẻ like giúp em 3 lần nha, lên tường vào nhóm và để với chế độ công khai là được luôn. Rồi đây, tiếp tục mẫu em đang mặc trên người nè, mã sản phẩm là DA 1261, 1261 99.000 đồng. Chia sẻ livestream gộp đơn cho em mới được tính giá sale nha cả nhà. Chia sẻ like gộp đơn mới được tính nha. Còn chị nào mà không, thứ nhất không chia sẻ, còn thứ hai không có gộp đơn gì hết á, đơn đi một cái thì em không có đi. Tại vì cơ bản em đã bán lỗ rồi, em đã bán lỗ mấy trăm ngàn đồng một chiếc rồi. Bây giờ các chị mình cố gắng mình chia sẻ livestream giúp em. Cái điều nhẹ nhàng nhất đó chính là chia sẻ like 3 lần. Đó, rồi còn gộp hay không mà tính sao nữa. Rồi, thứ nhất là phải chia sẻ like liền em. Đó, còn nếu như mình không gộp cũng được mà mình gộp đơn 600k được miễn phí giao hàng toàn quốc, rất là lợi. Đầm này chất liệu vải thun Mỹ mặc cực kỳ thích luôn. Co giãn vải dày mặc êm mềm thoải mái cho em. Đó, có tặng kèm cái phụ kiện. Đây là tặng đặc biệt, tặng hên xui đó nha cả nhà. 100 đầm thì có tầm 40-50 cái ghim này, em ghim sẵn trên áo luôn. Đó, 100 đầm sẽ có ngẫu nhiên. Cái này là quà tặng ngẫu nhiên nha, có chị có chị không, cho nên là cái này là không bắt buộc kèm đầm nha cả nhà. Chị nào có em chúc mừng, còn nếu như không có thì đợt hàng sau em có tặng kèm phụ kiện khác. Đợt sau em có tặng kèm phụ kiện nịt eo nè, rồi phụ kiện cài áo nè, là có sẵn luôn ha. Cái đai eo nha, cái đai eo nó đẹp lắm, đợt sau có nha cả nhà. Rồi đợt này thì cái này là 50 cái thôi. Rồi mẫu em đang mặc trên người 1261 sale nhanh với mức giá chị có là 99.000 đồng. Rồi mẫu đang mặc trên người nè, 1261 99.000 đồng, có co giãn cả nhà nha. Chị Lan Ngọc, chị Tâm Anh có đơn hàng nè, em thấy cái chị đặt hàng rất là nhiều, em chào chị Thơ sóng biển luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1261, em sale nhanh cho cả nhà mình luôn với mức giá chị có là 99.000 đồng thôi. Bây giờ chị nào chưa có cái đầm này của em thì mình comment liền phía dưới, em tư vấn và chị hàng chờ sai luôn là 1261 với số điện thoại cho em. 1261 với số điện thoại cho em chốt đơn luôn, chỉ có giá tiền là 99.000 đồng. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái mẫu đầm khác nữa nha. Ông ý đầm nào của em thì mình đặt hàng sớm liền giúp em tư vấn và chị hàng chờ sau cho các chị mình luôn ạ. Rồi đây, thay thêm cho mình cái em đầm này. Hôm nay là sale hả, rẻ bất chấp luôn cả nhà ơi, mẫu nào cũng sale hết trơn. Mà không đặt hàng sớm nữa là hết hàng rất là uổng nha. Rồi chị khách nào comment nói em lên size lớn nào, size lớn có size lớn luôn nha chị. Thích đầm size lớn là có đầm size lớn luôn nha. Rồi tiếp tục mẫu em đang mặc trên người 1318, em chào chị Tâm Tỷ nha. Nãy giờ là lên đầm cho mình một size không có cả nhà. Rồi chút nữa em nâng lên đầm 2 size, lên đầm 3 size, lên đầm 4 size nha. Nhiều đầm lắm, chọn thoải mái cả nhà ơi. Em bao nhiêu, 65kg vừa không? 65kg không vừa rồi chị, 65kg không vừa tại vì nó còn size nhỏ. 65kg đặt mẫu này cho em đi, đang sale rẻ nè chị. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1318. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1318 nha. Đầm này còn 2XL, 58-65kg. Mẫu đang mặc trên người 1318, đầm hoa nha. Hoa xinh lắm nha cả nhà, nền đen phối hoa dâm bụt màu vàng cam nè, đẹp chưa? Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1318, em xem nhanh luôn. 149.000 đồng. 149.000 đồng, mẫu đang mặc trên người 1318, đặt hàng comment phía dưới. Chị nào đặt size lớn thì đặt mẫu này cho em.
Chị nào mặc size lớn đặt mẫu này cho em. Chất liệu vải lụa mango co giãn nhẹ nhẹ. Mẫu đầm này mặc lên nó nhẹ nha, mà nó rất là mát luôn. Nó nhẹ mà nó mát cực kỳ luôn cả nhà, kèm thêm hai cái túi khóa cái phía sau. Đầm này em đã từng bán 259.000 rồi. Bây giờ mỗi chị đặt hàng chốt đơn 149.000 đồng nha. Nhanh tay đặt hàng sớm, em tư vấn chơi hàng chờ size. Mới nhận hai đầm mặc vừa rất đẹp nhưng không có túi. Rồi chị Nguyễn Bích Phương, có mẫu có mẫu không? Mẫu này em giới thiệu có túi là có túi, mẫu này em không giới thiệu là không có túi nha. Rồi em cảm ơn chị rất là nhiều nè, nhận được hàng rồi còn quay lại đây comment review sản phẩm cho em nha. Đầm đẹp. Miễn các chị mình comment, em ơi chị nhận được hàng rồi, mặc vừa đẹp ưng ý là cái rất là vui cả nhà ơi. Đó, và giá thì các chị thấy đó, giá em báo nãy giờ sao? Khá là rẻ luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1318 nha, sale nhanh 149.000 đồng. Thậm chí mà khách mà lấy sỉ bên em á, mua sỉ một thời gian á mà thấy em like rồi không có muốn, không có lấy sỉ luôn. Quay lại đây, mua lẻ luôn về bán luôn cả nhà ơi. Tại vì những cái mẫu đầm lẻ tẻ như ngoài này em bán giá nó rất là rẻ, rẻ hơn giá sỉ nhiều. Em bảo luôn. Đó, mấy chị khách sỉ bên em là hả? Là săn đầm sale thôi, đem về bán vẫn lời. Bây giờ bình thường những cái đầm này em bán bình thường thôi là lẻ hả 200 mấy, 300 mấy không à. Bây giờ lẻ sai thì em sale. Tiếp tục em sẽ thay thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác nữa nha. Chuyển mẫu cho cả nhà mình xem cái em đầm này. Sale luôn. Đây cái đầm này đi. Nãy giờ chưa lên đầm sơ mi đúng không cả nhà? Giờ em lên đầm sơ mi này sale đi. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1319, đây là hàng hot đó nha cả nhà ơi. Đây là hàng hot đó nha. Chị Bảo Trúc Ly 62kg 1318 có đơn nè. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1319. Cái đầm này cũng có size của mình nữa nè. Trùng hợp thôi cả nhà, mới qua 1318 giờ tới là 1319. Rồi đầm em sẽ còn M với lại 2X M40-50kg, M40-50kg và 2X thì 58-65. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1319. Chị nào chưa có đầm này tranh thủ lên đơn cho em. Đầm này vải mềm nha, cái hàng lụa mango vải rất là mát. Còn mẫu xanh L không còn nha chị Nguyễn Trúc Linh nha. Còn nha chị. Tùy mẫu. Tùy mẫu, có mẫu em còn L, có mẫu em hết L. Em có mẫu đầm này còn L mà 99k nè chị. Để xíu em lên cho chị được không? Em có mẫu này còn L mà 99.000. Sao mẫu đầm này em lên luôn cho chị. Rồi chị chờ em chút nha. Đầm này chất lụa mango có co giãn nhẹ nhẹ nè. Màu hồng kem nha cả nhà, xinh cực kỳ luôn. Phối với mình hoa hồng nè, hoa hồng màu vàng vàng nâu nâu nè. Cái gam màu này mặc lên một cái là cả nhà thấy rồi, vừa sang nè, vừa trắng nè và hấp tuổi cực kỳ tốt. Mẫu đầm này mặc lên là trẻ ra vài tuổi luôn cả nhà ơi. Đầm này còn size M40-50kg và size 2X. Size M và 2X nha. Đó, size M40-50kg và 2X thì từ 58 cho đến 65kg thì mình sẽ mặc vừa. Rồi đặt hàng comment giúp em 1319 với số điện thoại cho em. 1319 với số điện thoại còn L với lại 2X em sale này 169.000 đồng. Cái đầm sơ mi cực đẹp luôn. Về nhà nhận được hàng được quyền kiểm tra hàng trước khi đăng bán hàng, y chang mẫu em đang mặc trên người vậy đó cả nhà ơi. Siêu đẹp luôn nha. Em cao mét 65, đầm này dài qua gối, cả nhà mình mặc đi chơi, đi tiệc, đi làm thoải mái luôn. Rồi, nhanh tay đặt hàng sớm, chị Nguyễn Hường có đơn hàng 1319 size M nè. Có đơn chị yêu mình luôn. Còn M với 2X cả nhà ơi, tranh thủ đặt sớm cho em. Vải mềm mặc cực mát luôn nha. Rồi chị nào mặc xanh L, em có cái mẫu đầm này nè, em còn xanh L mà em sale có 99.000 đồng thôi. Dạ đầm này có túi, đầm này có hai bên túi nha chị. Cái đầm này có hai bên túi chị nha, đẹp lắm. Khóa kéo phía sau luôn, có một màu thôi. L như ký mặc vừa. Ủa chị Nguyễn Trúc Linh, chị hỏi em xanh L mà, xanh L thì 55kg độ lại, 50-55kg. Rồi nhưng mà cái eo của mình bao nhiêu, chị khách nào muốn hỏi size của em á, ủa muốn hỏi size mình mặc á, các chị mình cho em xin cái số cân nặng với lại số eo luôn đi. Cho em xin số cân nặng với số eo luôn đi cả nhà ơi, để em dễ tư vấn cho các chị mình. Đó, tư vấn kỹ kỹ một chút cho mình đặt về nhà mặc vừa đẹp luôn. Em đảm bảo với chị mình luôn, mua đầm ha. Mình mua giá rẻ rẻ thôi nhưng mà cái chất lượng là hả vượt ngoài mong đợi cả nhà mình luôn. Tiếp tục, đây cái đầm này. Mã sản phẩm 1324. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1324 nha cả nhà, 1324. Đầm này thiết kế sẽ là cổ vét. Tay này là tay lỡ. Đó, dáng xòe, bao eo dáng xòe, em may một lớp. Có kèm thêm một cái túi thôi. Đầm này có một túi nha. Đầm nào hai túi em giới thiệu hai túi, đầm nào không có túi em không giới thiệu. Hoặc nhiều khi cũng có cái chị mình hỏi thì em sẽ báo. Đó, còn đầm nào một túi em báo một túi nha. Đây đầm này một túi có cái nắp đóng lại luôn. Đầm mới về cho em gái. Trời ơi chị ơi, đây nãy giờ còn sale quá trời sale nè. Đâu cũng còn chỗ trống đâu về.
Hàng thì may xong rồi đó. Cái chị mình ủng hộ em mua hết giùm em cái mớ này đi cả nhà ơi, để trống coi em nhập đồ về. Đó, bây giờ em này, bản thân em còn muốn mặc đồ mới này, đồ mới nó nằm đó mà kiểu giống như là mình là mèo vậy đó, nó là cá nữa, nhìn thấy mà không mặc được là rất là thèm thuồng luôn. Các chị mình chia sẻ livestream đi để mấy chị nào mà mình chưa có đó, mình săn sale mình đặt hàng dùng em luôn. Đó, em chống thôi em nhập về, chứ giờ đồ mấy cái này lẻ tẻ mà coi nó còn nhiều á. Đó, nó lẻ lẻ size nó đâu có còn đủ size đâu. Mà nó cứ để đó miết à, rồi hở không có chỗ trống để nhập về. Cái gì mình tranh thủ nha. Mẫu em đang mặc chiếc quần 1324, bán hết đợt này. Bán bớt bớt thôi chứ hết chắc không hết nổi quá. Bán bớt bớt đợt này em mặc đồ mới lên liền. Rồi mẫu em đang mặc trên người mẹ sản phẩm 1324, đầm này thiết kế của Vét. Có nguyên Hàn Quốc nha, 99.000 đồng cái đầm này. Chị mua hết rồi, chị có thịnh rồi, em cảm ơn chị nha. Em biết là chị có thịnh mua hết rồi nè, nhưng mà chị nào chưa mua thì mình ủng hộ em luôn. Mình mua một chiếc về nhà mặc coi xinh không, đẹp không, quay lại em mua nữa. Tại vì đầm mới sắp về rồi, đồng nghĩa với việc những cái đồng này em bán giá lỗ nè, em bán giá sale nè. Các chị mình đừng có sợ giá rẻ là không có chất lượng, hoàn toàn chất lượng 100% luôn. Đó, đồng đẹp nè, coi dễ nhẹ nha, phối nguyên màu Hàn Quốc. Hàng thiết kế bao đẹp cho cả nhà mình luôn, kèm thêm cái túi nha. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm, chị bắt mấy bà chị trên công ty mua luôn rồi đó. Em cảm ơn chị Quốc Thịnh nha. Rồi mẫu em đang mặc trên người 1324, 99.000 đồng thôi, 99.000 đồng mẫu đang mặc trên người 1324. Chị nào chưa có đồng này của em thì mình đặt hàng sớm 99.000 đồng cả nhà nha. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm thì dùng em tư vấn cho hàng. Em giảm giá thật rẻ hết nha, chỗ nãy giờ em giảm rẻ muốn xỉu luôn á. Đầu like tới giờ giảm giá rẻ quá trời rẻ luôn, dưới 169.000 đồng à. Cái gì mình tranh thủ nha. Rồi đồng này mã sản phẩm là 1324. Nào để em coi còn mẫu nào để mà giảm giá mà nó rẻ, thật là rẻ nữa xem. Rồi lên đợi mấy mẫu nào mà giảm rẻ ơi là rẻ luôn đi, cho hết luôn. Rồi chị Sóng Biển có đơn hàng 1324, 55kg đổ về, 55kg đổ về. Rồi chờ em xíu nha, 55kg đổ về, mặt đẹp nha cả nhà ơi. Thích mẫu đồng nào đặt hàng sớm sớm đi giùm em tư vấn và chờ hàng chờ size. Rồi em lên cái đầm này đi, sale luôn đi, chờ em một xíu nha các chị. Rẻ thật là rẻ đúng không chị? Rồi lên cái này đi cho nó rẻ sát sàn luôn đi, sale trước cái này đi cả nhà ơi. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là đeo 1269. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1269. Lên đầm đi tiệc đi em. Ok chị Nguyễn Khởi, chờ em xíu nha. Ở cái đầm này đi tiệc cũng được này chị. Đầm này dán body đuôi cá nè. Rồi bây giờ em sale rẻ nha, 99.000 đồng luôn. Thôi sale luôn. Mẫu em đang mặc trên người 1269 em sale luôn nè, 99.000 đồng. Đó, rẻ chưa chị ơi? Chia sẻ livestream giúp em lên tường vào nhóm và điện với chế độ công khai em tư vấn nha. Rồi cái đầm này các chị mình chờ em xíu này báo giá nè. Chờ em một chút nha. Rồi đây, tiếp tục. Đâu rồi, mất tiêu rồi. Đây, 99.000 đồng, mã sản phẩm là 1269. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1269 nha. Nhanh tay đặt hàng sớm thì giùm em. Em tư vấn chờ hàng chờ sai cả nhà mình luôn, 99k. Chia sẻ giúp shop 99k. Rồi, đầm này mua rồi. Chờ chị Nebi mua xuống, em sale rẻ rồi mà đầm này chị mua rồi nè. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1269, sale rẻ luôn nè, 99.000 đồng. Đó, cổ này hơi bầu, phối với cả nhà mình nút ngọc trai, tay ngắn 3L, dáng đầm body đuôi cá. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1269, sale luôn, 99.000 đồng cả nhà ơi, 99.000 đồng nha. Đặt hàng đầm này comment liền phía dưới, em tư vấn và chờ hàng chờ size cho các chị mình luôn. Rồi, chị rồi, dạ được chị ơi. Rồi 99.000 đồng, đặt đây chị, XL 2X nè, còn 2 size luôn nè, em sale nè, 2 size luôn. Có chị nào thích đồ bộ không? Có chị nào thích đồ bộ không? Có đồ bộ đây, đồ bộ 2XL, đồ bộ 2XL, chị nào đặt hàng đặt luôn cho em. Có chị nào thích đồ bộ không nè, các chị ơi, 2XL cho em nè, em sale cho chị luôn 79.000 cho mình bộ này luôn nè. Tem mạc này đủ nè, đẹp chưa, thích luôn á. Rồi, đây các chị ơi, mua đi các chị, rẻ lắm, cả một bộ. Cả nhà mình không đặt hàng, em xách về cho mẹ em. Đây cái này,
1260. Hồi bữa mua cho mẹ cái bộ đồ bộ mà mẹ em hơi bị béo cả nhà, em mua bộ đồ lửng mẹ em mặc, mẹ em nói là mặc mát muốn bay lên luôn. Đây đây đó, đẹp chưa cả nhà, rất là mát. 1260 2x cho em 79.000 đồng đó. 2x nha, 2x 58-65kg cho em. Quần lưng thun có hai cái túi luôn. Rồi chia sẻ livestream giúp shop lên tường vàng nhõng và để với chế độ công khai. Đây đây, một chờ em xíu nha, em nhập vào đã. 1260 79k cái bộ này cho em. Bộ quần dài nè, em cao mét 65, bộ quần dài tới cổ chân nè. Đó, eo lưng thun nè. Trời ơi, thun này bản to luôn nha. Phối cho mình hai cái túi nữa nè. Rồi, cái này là cái áo. Rồi, đặt sớm giùm em cả nhà ơi. 1260 79.000 đồng cái bộ này cho em. 79.000 đồng cái bộ này cho em. Mã sản phẩm là 1260. Chị nào đặt hàng comment phía dưới cho em 1260 79.000 đồng cái bộ này cho em nha. Đặt sớm nha, không đặt sớm hết á. Có một bộ hà, có một bộ mà cả nhà mình chần chừ suy nghĩ, suy nghĩ không có kịp đâu cả nhà ơi. Rồi, có chị đặt rồi nè. 1260 79.000 đồng cả bộ luôn. Eo luôn thun nè, thun to như mình luôn nè. Đó, có túi nha. Cái túi đâu rồi? Đây cái túi nè. Có túi cho cả nhà mình luôn nè. Cả nhà thấy không? Đẹp xuất sắc như vậy luôn. 79k. Bộ này mã sản phẩm là 1260 79k. Rồi. Tiếp tục nha cả nhà. Mẫu em đang mặc trên người. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1269. Mẫu em đang mặc trên người 1269 nha. Chị nào chưa có lần này thì mình đặt hàng sớm cho em. 1269 với số điện thoại cho em là được. Em chốt đơn cho cả nhà mình luôn 99.000 đồng nha. Chia sẻ livestream giúp shop em tư vấn chưa hàng. Đồ bộ chị mua giá gấp đôi hôm nay nè. Chị Neo Mimo. Rồi ok. Chị Neo Mimo lúc nào cũng vậy á. Em sale rẻ đi. Mà lên sale mẫu nào là chị có mẫu đó. Chị mua trước rồi nữa. Thiệt em buồn hết sức. Rồi bây giờ em sẽ chuyển thêm các chị mình cùng xem mẫu khác nữa nha. Buồn chị hết sức luôn à. Rồi 1269 99k đặt chưa? Đồ bộ có một bộ duy nhất có chị lâu lâu mới có một bộ đó. Hồi bữa em có sale á, chị nhớ không? Hồi bữa em có sale cái bộ nào rồi em quên mất tiêu rồi. À hồi bữa em có sale đồ bộ rồi. Mà em có một bộ rồi, mấy chị hỏi em quá trời. Đồ này còn sót lượng bộ nữa, thích quá trời thích luôn. Size 2X đặt đây cả nhà. Rồi bây giờ nha, có cái đầm này. Mẫu của em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1326. 1326 này cả nhà ơi, sale nhanh luôn. 139.000 đồng. Rồi, 1269 là 99k đó cả nhà, 1269 99k đó. Rồi đây cái đầm này. Chờ em xíu nha, 1326, 1326 nha. Rồi còn M. Cái M là sale luôn không ta? Nó đang rồi rồi rồi. Bây giờ em sale nha. Bây giờ chị nào mặc vừa đặt luôn, tại vì đầm này nó có co giãn 55kg độ về. Chờ em xíu nha, để em cài lên đã nha cả nhà. Ây da, ây da. Rồi chờ em xíu để em cài lên. Cái tay này hơi đau, cài hơi bị khó kìa nhờ. Rồi chờ em chút nha. Mẫu em đang mặc trên người. Đây đây, mẫu em đang mặc trên người 1326. Cái đầm này hôm nay chị khách nào đặt hàng thì em cũng sẽ sale luôn, tại vì nó chỉ còn size M. 40-55kg mặc được, sale luôn. 119k luôn. Sale hết trong hôm nay. Sale hết trong hôm nay, chia sẻ like giúp em. 1326 119k. 119k sale luôn cả nhà, 40-55kg mặc vừa cho em. Rồi, nhanh tay đặt hàng sớm em tư vấn và chừa hàng chừa size. 1260 hết rồi cả nhà ơi. 1260 nãy lên á, cái chị đặt quá trời đặt hết rồi. Đồ bộ hết rồi nha, cái bộ này hết rồi nha. Bộ này hết rồi, em treo chỗ khác. Hết rồi, một bộ thôi, lên một phát hết ngay. Rồi đây, cái đầm này còn size M. 40-55kg, 119k sale luôn. Cái đầm này đầm bi tiệp, bữa hổm em bán 300.000 đồng đó cả nhà ơi. Bán 300.000 đồng, bán quá trời bán luôn. Mà bây giờ á, nó chỉ còn size M thôi. Đó, 40-55kg. Chị nào, bộ này tôi mua 199 nè. Rồi, nhanh tay đặt hàng sớm cho em. 58kg mà eo bao nhiêu chị Thu Hà ơi. Từ cái đầm này nó co giãn nhiều, nhưng mà co giãn vừa vừa thôi, co giãn quá nó mỏng đó nha. Như vậy vừa dễ mặc đúng không? Nhưng mà co giãn quá là bị mỏng. Đó, quá căng quá thì dĩ nhiên cái đầm này cũng vậy, căng quá thì nó mỏng. Cho là vừa thôi, 40-55kg thôi, vừa đẹp thôi. Rồi, đầm này em sẽ chốt đơn luôn. 119.000 đồng. Mẫu em đang mặc trên người 1326 đặt ngay. 119.000 đồng thôi. Mẫu đang mặc trên người 1326. 1269 hết xe nhỏ chị ơi. 1269 chỉ còn xe lớn thôi.
Em mới mặc qua này 99.000 đồng em sale chị luôn nè. 1269 chỉ còn XL 2X thôi, nhưng mà XL còn mấy cái, XL còn 3 cái thôi à. Thích thì mình đặt hàng luôn. Rồi, 1326 sale nhanh. Chỉ còn có giá tiền 119.000 đồng. Cái đồng này ha, nó đẹp, cái chất Atasi này nó đẹp, nó mềm, mặc em thoải mái nha cả nhà ơi. Xuất sắc hơn cả nhà mình luôn. Cái phần eo có xếp ly nè, phối cho mình hàng nút ngọc trai nè, chân váy đuôi cá nè, đẹp chưa? Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1326, 119.000 đồng, 119.000 đồng size M mà nó co giãn về nè, 55kg độ lại, có thể 60kg. Nhưng mà 60kg nó căng quá, cái chuyện mặc lên nhìn nó mỏng lắm. 55kg độ về, mặc thoải mái, mặc đẹp cho em luôn. Rồi mẫu em đang mặc trên người 1326, 119.000 đồng sale, 119.000 đồng nha. Chị Sang Trần có đơn hàng 119, chị Hải Yến có đơn hàng 119.000 đồng. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm nha. Chị Nguyễn Xuân nè, rồi chia sẻ livestream giúp em, mỗi chị chia sẻ dùng em 3 lần thôi, em xả hết cái đợt này. Em hy vọng nay mai sẽ có đồng mới về, tại vì đồng mới em đã may xong hết rồi, có mẫu rồi, may xong rồi, em lấy em ủi luôn rồi nữa. Bây giờ chỉ chờ bán bớt cái này thôi là em mặc lên cho mình luôn. Đó, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1326, 119.000 đồng. Rồi lên mẫu nào sao nữa đây ta. Chia sẻ livestream giúp em nha cả nhà, chia sẻ lên tường vào nhóm và để với chế độ công khai 1326, 119k, 119k cả nhà nha. Rồi bây giờ em sẽ thay tiếp cho cả nhà mình cùng xem mẫu khác. Rồi chia sẻ livestream giùm em nha. Đồng này nè, 119.000 đồng, 119.000 đồng mã 1326. Chờ em xem mà không rẻ, không lấy tiền cả nhà mình luôn á. Ngày hôm nay các chị mình đặt hàng đơn 600.000 đồng vẫn được miễn phí giao hàng toàn quốc nha. Mẫu em đang mặc trên người không có túi đâu chị. Trời nó ôm á chị, nó ôm có túi lên, cống lên á, không có đẹp. Đầm này đầm body mà, đầm body làm sao có túi đâu chị ơi. Rồi, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác nữa nha. Đây lên cái đầm này đi, sale luôn 99.000 đi. Rồi, chia sẻ livestream giúp em nha. Còn M thôi, 55kg đổ về. Rồi có mẫu nhá hàng tí. Trời ơi, em muốn xỉu với chị luôn. Hồi bữa em nhá rồi, chị nhớ không? Bữa nhá rồi, nhá mấy lần rồi. Giờ muốn nhá nữa hả? Rồi chờ em chút, để em mặc nốt cái này đã. Cài lên đàng hoàng rồi em nhá cho mình coi. Rồi em đang mặc trên người 1323, 99.000 đồng nha. Có chị mình chờ 5 giây em lượng, em lấy đồ nè. Rồi chia sẻ livestream giúp em nha cả nhà ơi. Chia sẻ lên tường nè, vào nhóm nè, và để với chế độ công khai em tư vấn nè. Trời ơi, đồ thì ta nói ha, nó đẹp, dễ sợ đẹp luôn á. Mà không chia sẻ livestream gì hết trơn là uổng luôn. Rồi, đâu rồi, thôi lấy một vài cái thôi. Lấy nhiều quá, các chị mình biết hết. Đây, trời ơi, hàng mới gì mà chịu gì nổi. Mấy cái vải này hơi bị đẹp luôn á. Hàng này cả nhà thấy không? Mấy này đang hot trend. Mấy này đang hot trend, cái đầm này nè, mặc lên một phát trời nó sang, mà cái phòng nó đẹp lắm luôn nha. Có hai cái túi hẳn hoi luôn, hai cái túi hẳn hoi luôn. Đây hàng đợt sau nè, các chị thấy không? Trời ơi, von hoa nhỏ nhỏ cho mình nữa chứ. Cái này là cái dáng gì? Dáng sườn xám á nha cả nhà, dáng sườn xám mà chất von á. Cái này là dáng sườn xám đó nha. Này sườn xám nè, không phải xòe đâu. Đó, đây cái này nè, dáng sườn xám này màu hơi bị xinh luôn chị. Cái màu này mặc lên một cái là hơi bị xinh luôn. Đó, rồi cái đầm này nữa, trời ơi, đẹp mà nó muốn xỉu luôn. Hoa nhí. Hoa nhí, hồi bữa em mặc cái này rồi, nhớ không? Cái chị hồi bữa em mặc sơ sơ cho mình coi rồi. Hoa nhí li ti chất von. Nhé 4 cái thôi, về 30 mấy mẫu, 40 mấy mẫu mẫu lận. Nhé 3 cái thôi. Rồi, đẹp cực kỳ luôn. Đây, tiếp tục. Mà cái đầm công sở đầu tiên em dơ lên nó sọc sọc, nhìn đẹp ha cả nhà. Mẫu em đang mặc trên người 1323, 99.000 đồng. 99.000 đồng nha. Rồi, chị nào chưa có không có cách nào cho chị chốt hả? Em cứ xỉu với chị luôn á. Rồi, sườn xám như em, sườn xám từ từ chị, sườn xám đợt sau về mấy mẫu luôn. Sườn xám đợt sau về mấy mẫu, sườn xám đợt này về cho mình là nhung đúng không? Đợt sau về cho mình mà vo nó mặc con nó mát dễ sợ luôn á. Mà nó còn nhẹ nữa. Nó còn nhẹ nữa. Rồi bây giờ em đang mặc trên người 1323, đợt sau báo giá chị ơi. Rồi 1323 còn 5 cái nha. 55 cho đến 60kg. Rồi cái cuối đẹp đó. Đúng rồi chị Quốc Thịnh là bữa em mặc cho chị coi đúng không? Cái cuối dễ thương lắm, mốt mua, mốt em mua. Rồi với lại cái màu rằn ri á, màu hồng hồng á,
cái đó mặc lên hơi bị xinh luôn á. Rồi em đang mặc cho người mã sản phẩm là 1323. Em chốt đơn hàng cho cả nhà mình luôn với mức giá chỉ có 99.000 đồng thôi. 99.000 đồng mẫu đang mặc cho người 1323. Chị nào chưa có đầm này của em đặt hàng sớm thì em tư vấn chốt đơn hàng luôn. Cổ này thiết kế đắp chéo nha, tay dài, đắp chéo tay dài nha cả nhà ơi. Rồi, một lớp hai túi chốt đơn hàng cho cả nhà mình luôn, giá chỉ có là 99.000 đồng. Giá chỉ có là 99.000 đồng mã sản phẩm 1323. Chị nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm thì giùm em. Em tư vấn và chờ hàng chờ sale cho cả nhà mình luôn nha. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm thì em tư vấn chờ sale cho cả nhà mình luôn. Mã hàng kèm giá kèm với số điện thoại. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm sớm thì giùm em tư vấn và chờ hàng chờ sale cho cả nhà mình luôn. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại cho em vào được nha cả nhà ơi. 1323 99.000 đồng. 1323 99.000 đồng nha cả nhà ơi. Rồi ok chị luôn, cứ xem đi cả nhà ơi, livestream còn lâu mà. Đó cứ xem đi rồi đặt hàng chốt đơn luôn. Nhanh tay thì còn hàng nha cả nhà, chậm tay hết hàng rất uổng luôn nè. Rồi bây giờ thì em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một em làm khác nữa. Đó coi coi ưng mẫu nào đặt sớm thì dùng em nha, em tư vấn chưa hàng luôn. Đây lên cho mình cái em đầm này, hoa nhỏ nhỏ đủ size một chút xíu nhưng mà vẫn sale. Hoa nhỏ nhỏ đủ size một chút nhưng mà vẫn sale nha cả nhà. Tiếp tục mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA 1334. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1334. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1334. Chị nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em luôn. Là 1334 với số điện thoại ngay, em tư vấn và chờ hàng chờ size luôn cả nhà ơi. Đầm này thiết kế sẽ là cổ tròn nha, tay ngắn cho mình nè. Đó, dán đầm chữ A, đuôi kế đắp chéo. Đầm này em chốt đơn cho mình luôn, giá sale luôn là 199.000 đồng. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1334. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm là 1334 nha cả nhà. Đặt hàng đầm này comment liền phía dưới cho em. Sau mẫu đầm này em lại tiếp tục lên đầm 99k nha cả nhà ơi. Chia sẻ livestream hộ em nha. Rồi đầm này một lớp hai túi nè, khóa kéo phía sau. Mặc lại mẫu 1360 đi em ơi. 1360 là 1360 là cái đầm von 299.000 đồng đúng không chị Thơm Hải? Rồi chị chờ em xíu nha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1334, đầm này đầm chữ A. Em chốt đơn cho cả nhà mình luôn với mức giá là 199.000 đồng, một lớp kèm hai túi, khóa kéo nằm đằng sau lưng, mã sản phẩm là 1334. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm là 1334 nha. Chị nào chưa có cái đầm này của em thì mình để lại comment ngay trên livestream giùm em tư vấn và chờ hàng chờ size luôn. 1334 với số điện thoại chị Phương Tròn, có gì bên em tư vấn thêm nha. Rồi mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1334. Đầm đang mặc trên người 1334 có 199.000 đồng thôi. Chỉ có 199.000 đồng thôi nha. Chị Đinh Thị Ngọc có đơn hàng cho chị em mình luôn. Rồi 199.000 đồng thôi, giá rất rẻ. Bây giờ em sẽ tiếp tục lên cho mình sale cái đầm 99k cho cả nhà mình luôn ha. Chia sẻ livestream giúp shop nha cả nhà ơi, chia sẻ lên tù và nhóm và định với chế độ công khai sách tư vấn cho cả nhà mình luôn ạ. Rồi bây giờ em sẽ lên thêm cho cả nhà mình cùng xem cái em đầm này sale luôn. 99.000 đồng. Trời nó vừa rẻ mà vừa đẹp mình cả nhà ơi. Tranh thủ đặt hàng sớm nha, em tư vấn luôn. Đây. Mẫu em đang mặc trên người 1311. Tiếp tục đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1311 nha. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm luôn, em tư vấn chốt đơn hàng. 1311 với số điện thoại của team nha, tay ngắn nha. Đó, rồi bo eo dáng đầm phom suông nha cả nhà. Mẫu đang mặc trên người 1311. 1311 nha. Chị nào chưa có đầm này đặt sớm cho em 99.000 đồng. 1311 99.000 đồng. Đó, cái đầm này còn size M là XL, 40 tới 65 kg mặc được tại vì đầm này form nó rộng. Đó, một lớp kèm hai túi chất liệu vải nè, vải gân tâm. Hàng này vải gân tâm nha cả nhà ơi. Nền đen phối lá, nãy giờ lên toàn là hoa với trơn thôi. Bây giờ lên cho mình cái nền đen phối lá, mã sản phẩm là 1311. Em sale rẻ cho cả nhà mình luôn với mức giá chỉ có là 99.000 đồng. 99.000 đồng mã sản phẩm là 1311. Chị nào chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm, em tư vấn và chờ hàng chờ size cho các chị mình luôn nha. Đặt sớm mới đơn sớm nha cả nhà, đặt hàng chậm mới hết hàng rất là ổn nè. Rồi mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là DA
1311 cả nhà nha. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm là 1311. Đặt hàng đầm này comment liền phía dưới, em tư vấn và chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn. Là 1311 với số điện thoại em tư vấn trước đơn luôn nha cả nhà ơi. Em có cái đầm này hôm nay thì em sẽ ổng sale luôn cho cả nhà mình đi. Sale luôn cho cả nhà mình cái mẫu đầm này đi. Cái đầm ren đỏ mã bao nhiêu em? Cái mẫu đầm ren đỏ mã 1348. Trời ơi, định lên cái này sao? Đây cái đầm này còn đủ sale mà còn mấy cái à. Chờ em xíu, để em mặc ren đỏ để em lên tiếp bò để em sale mình luôn nè. 1311 99.000 đồng, còn M với XL nha, 4 cái thôi. Một cái M với lại 3 cái XL. Sale luôn là 99.000. Rồi, tiếp tục. Cái màu ren đỏ, trời ơi, em vô đây rồi. Cái màu ren đỏ có trong này không ạ? Đây đây. Ren đỏ mã sản phẩm là 1348. Chờ em chút nha, để em xem ren đỏ em sale mình luôn. Chờ em một chút xíu nha. Đây, thích ren đỏ đúng không? Thích ren đỏ, có ren đỏ. Ren đỏ mã sản phẩm 1348. Ren đỏ mã sản phẩm là DA 1348 nha. Chị nào chưa có đầm này đặt sớm, em tư vấn chút đơn hàng 4 size. Size M, size L, XL với lại 2XL. M là XL với lại 2XL 40kg cho đến là 65kg có đơn hàng. Đầm em chút đơn cho cả nhà mình luôn là 219.000 đồng. Chờ em xíu nha chị, màu vàng bò đang định lên xe nè. 1311 size gì vậy em? 1311 size gì? À, chẳng ná luôn á, cái này size lớn, XL. XL, em mặc XL á, xong rồi em rút dây phía sau lại nè. Cái dây này dây R nè, em cúp cái dây này lại nè, nhìn nó gọn hơn. Cái XL chị ơi, to cỡ bố luôn. Rồi bây giờ đó, nhưng mà nó thoải mái cả nhà, mặc to to cho thoải mái. Rồi, mua rồi mà mua thêm cho em mình vui nè. Em cảm ơn chị Nemo. Rồi em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1348. Mẫu của em đang mặc trên người 1348. Cổ tim tay dài bo eo, dán đầm body đuôi cá, phối cho cả nhà mình nguyên một hàng cúc ngọc trai phía trước nè. Cả nhà thấy không, cúc ngọc trai nha. 1348 219k nha, 219k. Chất liệu vải ren, ren có kim sa, ren đỏ, kim sa màu đỏ. Không có co giãn đâu, 1311 không có co giãn miếng nào luôn á. Rồi, không có co giãn cho em, không có giới thiệu đó. Cái nào có co giãn giới thiệu, em test cho mình coi nè. Ví dụ, cái đầm này thì co giãn ít thôi, cái này thì cũng co giãn và ít thôi. Đó, ít thôi, để đủ để mình mặc lên cảm thấy thoải mái. Đó, còn cái nào không có co giãn em không giới thiệu. Không có là không có giới thiệu vô. Đó, giống như nó có túi thì giới thiệu có túi. Còn đầm này nè, không có túi này em không có giới thiệu nhắc tới gì tới túi hết. Đầm này em không nhắc gì tới túi, có nghĩa là nó không hề có túi nha cả nhà ơi, chú ý giúp em. Đó, rồi cái nào có thì em đã có nha. Cái này cổ tim nè, có cổ tim nè, có nút nè. Đó, tay dài cho mình mặc mát, thoải mái nè, co giãn nhẹ nhẹ nè. Đó, thích chưa? Em chúc đơn 219k mã sản phẩm 1348 nha. Một màu duy nhất, không có màu thứ hai lấn này, sale đi cả nhà ơi. Này đẹp nè. Cái này hồng qua em kia là 259 đúng không? Để sale xuống với mình một chút nữa. Rồi, bây giờ em đang mặc cho người mã sản phẩm là 1348 219.000, 219.000 đồng. Đặt hàng comment phía dưới cho em. Em tư vấn và chị hàng chờ size, các chị anh chờ em xíu để em chuyển mẫu nha. Ưng đầm nào đặt hàng sớm liền dùng em. Em tư vấn và chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại, em tư vấn chờ hàng nha cả nhà ơi. 1348 kèm số điện thoại cho em. 1348 kèm số điện thoại cho em. Em tư vấn và chờ hàng chờ size cho các chị mình luôn ạ. Rồi thay thêm cho các chị mình cùng xem một cái em đầm khác. Đây. Rồi tiếp tục. Mẫu em đang mặc trên người nha. Mã sản phẩm là DA 1352 cái đầm này nè. Đó, qua đây các chị mình đặt 259 đúng không? Bây giờ em sẽ sale luôn. Còn 229k luôn. Sale luôn. Còn mấy cái à? Bây giờ đâu, chờ em chút. 1352 đem báo size nha. Size M còn cả trăm cái luôn đấy. Nhưng mà size L còn 4 cái, XL 1 cái, 2X 3 cái thôi. Rồi mẫu em đang mặc trên người 1352. Đó, mình thích đặt size gì mình đặt. 229k. Đó, sale luôn. 40 đến 65kg có size vừa nha. Đầm xám body ở em cái đầm. Dạ đúng rồi, body suông. Rồi tiếp tục mẫu em đang mặc trên người nha. Mã kèm giá kèm với số điện thoại, em tư vấn chờ hàng chờ size nha cả nhà ơi. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm sớm thì dùng em tư vấn và chờ hàng chờ size cả nhà mình luôn nha.
mã hàng kèm giá kèm với số điện thoại cho em tư vấn chữa hàng luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1352. 1352 em sale luôn 229.000 đồng, 40 cho đến là 65 kg có luôn. Cái đầm sáng này body này chị 72 kg, chị mặc thoải mái em luôn á. Mà cái đầm này em đang sale còn có trăm mấy, để mặc cho chị coi thử nha. Rồi tiếp tục đây đây. Hay là chị thích xám xòe? Xám xòe cái đầm này nè, đầm này xám xòe nè, đó cũng trăm mấy. Đặt body đi chị, body vậy nó đi. Rồi đây, đây mẫu em đang mặc trên người 1348, ok chị mình luôn. Rồi tiếp tục nha. Mẫu em đang mặc trên người 1352. Cái đầm này chất liệu vải của nó là vải vải tuyết mưa, vải êm lắm, vải mặc rất là thích luôn, vải tuyết mưa nha cả nhà. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1352 em sale luôn nha các chị mình, với mức giá 229.000 đồng. Để chưa cả nhà ơi, đầm này đủ size 40-65 kg, tặng kèm cái phụ kiện luôn. Cái cổ này là cổ rộng rãi thoải mái nha. Chị nào ngực trăm mấy mặc đẹp cho em luôn nè. Đó, thoải mái chưa? Chị nào ngực khiêm tốn như em này, mình mặc lên vẫn ôm form. Cái này là em chưa có nhíp để giày này em giới thiệu cho mình. Nó sẽ hở đó nha. Về nhà mình lấy, mình mặc tới đâu để kim chị cố định lại. Nếu như thích mặc rộng rãi nha em, để giày mình mặc. Còn không á thì mình chỉnh chỉnh cái cổ cao cao lên chút đó, thì nó sẽ ôm hơn, nó sẽ sát lại hơn. Lấy kim chỉ nhíp vào đây một cái là sẽ không có sự bị hở nha. Rồi đầm em chốt đơn cho mình luôn, giá là 229.000 đồng thôi. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1352. Chị Huỳnh Phương có đơn hàng 1352 luôn. Rồi để mà các chị xem cái xám, cái xám nó đang sale nha. Chị Nguyễn Thị Hiên có đơn hàng nha. Rồi 229k thôi, rất là rẻ. Cái hàng tuyết mưa mà 229k là nó khá là rẻ đó cả nhà ơi. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem một cái em đầm khác nha. Ông đầm nào đặt hàng sớm sớm thì giùm em tư vấn và chuyển hàng về sau cho cả nhà mình luôn. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại cho em là được. Rồi đây, tiếp tục. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1331. Đây, xám body hôm nay có sale cho cả nhà mình đây. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1331. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1331. Đầm này thiết kế là cổ tim, tay lỡ cho mình nè. Có thêm màu gì không em? Trời ơi, tiếc quá chị không có. Mẫu vải tuyết mưa nhưng mà kiểu khác được không chị? Vải tuyết mưa mà kiểu khác và size khác được không? Size nhỏ xíu, size M. Rồi đây, cũng vải tuyết mưa, cũng vải tuyết mưa nhưng mà là màu xanh đen nè, với lại màu đen nè, mà còn size nhỏ chút à, size M thôi. Cái này còn được size ML này, còn này còn được size M thôi. Chị mặc vừa không? Em sale cho chị hai cái đầm này một chiếc như vậy là 149, mà nó đẹp dễ sợ luôn cả nhà ơi. Em không kịp mua cho mẹ em là nó hết trơn hết trọ luôn, nó đẹp lắm. Em thích cái phong này ghê luôn. Đây, em có màu xanh đen với lại màu đen này, 149.000 đồng cái thôi. Cái màu xanh đen còn mờ với lờ, còn cái màu đen này còn mờ thôi á chị. Chị có mặc vừa không? Mặc vừa thì em mặc lên cho chị coi. Rồi bây giờ em đang mặc trên người nha. Mã sản phẩm là DA body với đầm xòe von em, lên chị chọn vài cái. Chút xíu gửi luôn, body với đầm xòe von. Đây, hàng body đẹp nè. Vải tuyết mưa dày đẹp lắm mọi người, em cảm ơn chị Nemimo nha. Dày mặc hơi bị êm luôn á. Không có thô cứng hay khó chịu gì luôn á. Em đảm bảo với chị mình về nhà nhập lô hàng là mê liền. Rồi các chị ơi, chờ em tí nha. 1331 là mẫu đang mặc. Đó, đầm này em sale luôn 199.000 đồng, 40 tới 72 kg mặc được nha. 40 tới 72 kg. Mẫu em đang mặc cho người mã sản phẩm là DA 13. Mời mẫu em đang mặc cho người mã sản phẩm là DA 13. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm cho em nha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1331, 199.000 đồng, 199.000 đồng, 40-72 kg. Cổ tim có xoắn ngay phần ngực này cả nhà ơi, có xoắn ngay phần ngực nha. Tay lỡ cho mình mặc lên nó ôm rất là đẹp nha cả nhà ơi. Chất Atasi. Cái đầm này em có phối cho mình chỉ kim tuyến và thêm kim tuyến mịn. Đó, chỉ kim tuyến thì mình mặc nó không có bị bong tróc, nhưng mà kim tuyến mịn thì nó sẽ rớt một tí. Nó sẽ rớt một tí nha. Rồi cố gắng đặt hàng sớm nha, em tư vấn chờ hàng chờ sale cả nhà mình luôn nha. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại cho em. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1331, 1339k. Cả nhà mình lưu ý cái đầm này giúp em,
Nó có gồm chỉ kim tuyến em về ở trong cái nền vải và em có cho mình thêm kim tuyến mịn. Thì khi mà mình về nhà nó sẽ có chóp kim tuyến mịn ra một chút xíu nha. Đó, tại vì có livestream em nhớ, có livestream thì em kiểu cái chị mình hỏi em dồn dập quá em không kịp giới thiệu. Xong cái chị mình về nhà thấy hơi chóp kim tuyến, chị mình trách em. Đó, cái chị ơi, nó có chóp một ít nhưng mà nằm trong cái khoảng mình chấp nhận được. Và cả nhà mình khi mà nó chóp như vậy vẫn còn chỉ kim tuyến và mặt vẫn lấp lánh như em đang mặc nè. Em đang mặc hàng ngày em giới thiệu em test cho mình nè, cũng có rơi rớt nhưng mà các chị vẫn thấy cái độ lấp lánh của nó trên này vải là không hề giảm xuống. Không hề giảm xuống luôn, rất là đẹp, 199k mẫu này nha. Rồi tiếp tục, em thay thêm cho mình một cái em đầm khác nha. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm này dùm em tư vấn và chờ hàng chờ sao cho cả nhà mình luôn nha. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại cho em tư vấn chờ hàng chờ sao cho cả nhà mình luôn ạ. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho các chị mình cùng xem một mẫu khác đầm vo đúng không chị? Chị thích body với von hả? Body em có mẫu này sale nè, không biết nãy mình có thấy chưa nữa. Body có mẫu này em sale 99k nè chị ơi, rất là rẻ và đẹp cho chị luôn. Chờ em một chút xíu nha. Rồi tiếp tục nha, mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA 1269 em sale cho cả nhà mà luôn với mức giá chỉ có là 99.000 đồng. Rồi với mức giá chỉ có 99.000 đồng cổ bầu nha, cổ bầu tay ngắn nha. Rồi chị nào chưa có cái mẫu đầm này của em, rồi nhanh tay đặt hàng sớm cho em tư vấn chờ hàng chờ sale cả nhà mình luôn nha. 1269 99.000 đồng. Rồi 1269 99.000 đồng nha cả nhà ơi. Đặt hàng đồng này comment liền phía dưới cho em còn XL và còn 2XL nha. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm cho em 1269 với số điện thoại. Cổ bầu, tay ngắn, bao eo. Dáng đầm này dáng đầm body đuổi cá, đẹp cho cả nhà ơi. Vậy mềm, mặc êm, thoải mái lắm coi, dáng nhẹ nhẹ, khóa kéo phía sau. Rồi khóa kéo phía sau nha cả nhà ơi. Mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA 1269 nha. Chị Nguyễn Trâm có đơn hàng luôn, 1269 với số điện thoại. Mà cái xám có cổ đi em. Rồi ok chị luôn, cái xám có cổ là cái này nè. Cái xám có cổ cái này nè, đang sale còn có 159 nha. Rồi tiếp tục em sẽ chuyển mẫu. Chị nào chưa có cái mẫu đầm nào của em thì mình đặt hàng sớm liền, em tư vấn và chờ hàng luôn nha cả nhà ơi. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại cho em là được luôn. Rồi 1269 99k 55-65kg nha cả nhà ơi. 1269 99k 55-65kg. Đặt hàng comment liền phía dưới cho em là 1269 với số điện thoại tư vấn luôn ạ. Rồi chị Dung có đơn hàng 1269 cho chị em mình luôn, 99.000 chị ơi, cái đầm này có 99.000 đồng thôi. Nó đẹp lắm, đẹp bề mặt êm lắm, mát mẻ thoải mái. Rồi chị Ngọc Đức có đơn hàng luôn, 99.000 đồng. Bây giờ em sẽ mặc cho chị cái đầm sáng với cổ nha. Đầm sáng với cổ hôm nay em sale rẻ lắm chị ơi. Chờ em một chút xíu nè. Đầm sáng với cổ mẹ sản phẩm là 1369. Mà nó được tặng phụ kiện đó chị, đầm sám có cổ là đầm mới về. Đầm sám có cổ là đầm mới về nha, chất liệu vải này 7KT. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1369 nha cả nhà. Mẫu em đang mặc trên người 1369 nha. Rồi chấm bi trên xài cho chị xem. Chấm bi à, cái này hoa nhí chị ơi, cái này hoa nhí và chấm bi. Hoa nhí còn xe M chịu không chị? Hoa nhí còn xe M chịu không? Rồi bây giờ em đang mặc trên người nè. Em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA. Rồi, cái này sao? Rồi tiếp tục nha, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1369. Đầm này đủ size M, XL với lại 2XL. Chị nhìn chờ em xíu nha, để em phối với cái phụ kiện do em cho chị Sơn Thủy. Cảm ơn chị đã chia sẻ lo cho em. Rồi cái đầm này mã sản phẩm là 1369 nha cả nhà ơi. Đó, cái sợi dây nè, đẹp chưa? Xiết lại mình thắt với cái đầm nào cũng được hết trơn á, thích thắt với đầm này cũng được, thắt với đầm khác cũng được nha, tại vì cái này là sợi dây ròi, cả nhà mình thấy đó, nãy em cởi ra đó, cái này sợi dây ròi, khi mà mình giặt đồ mình nhớ cởi nó ra nha cả nhà, mình để mình giặt luôn là banh luôn cái sợi dây này đó. Rồi đây em đang mặc trên người mẹ sản phẩm 1369, em chúc đơn cho cả nhà mình luôn 159.000 đồng, chất liệu 7KT cả nhà yêu nha, 159.000 đồng. Đó đầm này nè cả nhà ơi, đây cổ này cổ vét nha,
cổ vét nha cả nhà ơi. Tay này là tay dài cho cả nhà mình luôn nha. Vậy mềm mặc êm thoải mái cho mình luôn. Rồi mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là đeo 1369, 159.000 đồng thôi. 159.000 đồng, mã sản phẩm là 1369. Chị nào chưa có cái đồng này của em thì mình đặt hàng sớm liền, em tư vấn và chờ hàng chưa sai nha. Chị Ngô Minh Thu có đơn hàng luôn, 1369 với số điện thoại cho em. 1369 trước đơn hàng 159.000 đồng chất KT. Vải thì khá là mềm, mềm mát, thoải mái. Vải này thì mỏng nhẹ, mỏng nhưng mà không có xuyên thấu nha. Mỏng nhẹ, mặt mát, một bên túi có nguyên một hàng nút cách điệu phía trước cho mình luôn. Đó, sọc caro màu xám xám, có kèm thêm cho mình cái dây thắt eo nữa. Thì cái dây này là dây rời, kể như mình thích thắt thì thắt lại, còn không thì mình có thể phối với những cái làm khác vẫn được luôn. Còn về cái phần tay này á, thì khi mà em mặc lên á, tới bây giờ thì em cảm thấy nó mặc lên đây cũng khá là lâu, và em cảm thấy nó hơi nhăn một chút ngay cái phần này. Cho anh chị nào mà mình thích mặc tay ngắn thì mình nên cắt lỡ lỡ tới đây. Đó, chắc là lỡ tới đây là ok đó. Mặc nó sẽ mát, sẽ dễ hơn, sẽ gọn gàng hơn. Đó, cắt tới đây nè cả nhà, đẹp đấy. Rồi, mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là đeo 1369 nha, 1369. Chốt đơn cả nhà mình luôn 159.000 đồng. Rồi, giới thiệu mấy cái tay lỡ trên sàn đi em. Rồi ok, chị Lô, tay lỡ trên sàn rồi có nhiều nè. Cái tay lỡ này đang sale nè. Rồi, mẫu em đang mặc trên người 1369 cả nhà nha, 159.000 đồng, khá là sang. Đó, thích để mặc dài thì mình để dài mặc. Để dài mặc, đó, để dài mặc cũng sang xịn mịn nè. Để dài mặc cũng sang xịn mịn nên cái sợi dây này thì nó hơi dài. Đó, rất là đẹp luôn. Dài á, chị nào hơi tròn người thì cái sợi dây này nó sẽ bớt dài hơn một chút. Rồi, bây giờ thì em sẽ thay mẫu nha. Cái đồng này thì cả nhà mình mặc tay dài cũng được. Hoặc là mình làm tay lửng á, nó mặc cũng ok cả nhà. Rồi, đồng này chốt đơn luôn ha, 159.000 thôi. 159.000 đồng thôi, bây giờ em sẽ chuyển thêm cho mình mẫu khác. Ưng đồng nào đặt sớm nha em, bây giờ em sẽ thay thêm cho mình đầm tay lỡ nha. Em chào chị Hà Linh, đầm này chất liệu vải KT, vải mềm, nhẹ, khá là nhẹ, mỏng, mặt mát, thoải mái, không sợ xuyên thấu nha. Rồi, bây giờ em sẽ thay thêm cho mình mẫu khác nữa đây. Ưng đồng nào đặt hàng sớm sớm thì giùm em tư vấn và chờ hàng luôn. Thay thêm nha cả nhà mình cùng xem cái đầm tay lỡ nha cả nhà ơi. Tay lỡ mã sản phẩm là 1325. Tiếp tục, mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA 1325. Đầm này đang sale còn 179.000 đồng thôi cả nhà. Đầm này khá là đẹp luôn nè. Em chào chị Nguyễn Ngọc Bích nha. Rồi, đầm em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1325. Đầm này em đang có cho cả nhà mình là 4 size vừa, M, L, XL với lại 2XL. Đầm này cổ tim, tay lỡ cho mình bo eo dáng xòe. Đó, cái đầm này thì nền đen, có phối với mình họa tiết hoa lá màu vàng vàng ha cả nhà. Kèm theo cho mình hai cái túi luôn, chất liệu vải lụa mango. Thì vải lụa mango được cái nó rất là mềm, co giãn nè. Một lớp hai túi nè, mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1325. Đầm tay lỡ em có nhiều lắm, cái này là lá vàng đó. Sau mẫu đầm này em lên hoa cho mình, hoa cũng xinh lắm luôn. Rồi, mẫu em đang mặc cho người 1325 nha cả nhà ơi. Em chốt đơn cho cả nhà mình luôn với mức giá chỉ có là 179.000 đồng thôi. 179.000 đồng. Rồi bây giờ chị nào chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm nha. Em chào chị Mỹ Hà, đầm này cổ tim nè. Phối với mình nút, nút này nút hình vân gỗ, nút vân gỗ nha. Đó, nhìn nó giống như là gỗ rồi đó cả nhà ơi. Đây nút vân gỗ nè. Đẹp chưa ạ? Đó, chất liệu vải thì mềm, khá là mát nha. Vải lụa mango thì các chị mình nhận được hàng, các chị mình mặc lên thấy sao nè, mềm nè, mát nè. Đó, mặc cực thích, nhẹ luôn. Một lớp hai túi, khóa kéo về phía sau, có co giãn nhẹ nhẹ. Đầm này em chỉ có một màu thôi. Mã sản phẩm 1325, 179.000 đồng. Mã sản phẩm 1325, 179.000 đồng. Đặt hàng đầm này comment phía dưới cho em là 1325 với số điện thoại. Em tư vấn và chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn nha. Rồi, chị Trúc Thi có đơn hàng luôn, 1325 em sale. 1325 em sale luôn, 179.000 đồng. Bây giờ em sẽ chuyển thêm cho các chị mình cùng xem mẫu khác. Ưng đồng nào đặt hàng sớm sớm liền dùm em nha, em tư vấn và chờ hàng chờ size cho các chị mình luôn. Thay thêm cho mình xem một cái em đồng khác nữa nha cả nhà ơi. Tranh thủ đặt hàng sớm sớm liền nha, em tư vấn luôn ạ. Lên cho mình thêm cái đồng tay lỡ hoa. Tay lỡ hoa, mã sản phẩm là DA 1337. Tiếp tục, đồng em đang mặc trên người, mã sản phẩm là DA 1337 nha, 1337.
Rồi chị Thư Minh 1325, chị Trần Thảo 1269 có đơn. Rồi ok chị luôn 99 ke thôi. Tiếp tục mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1337, cái đầm này đẹp ha. Cổ vuông, cổ này cổ vuông hết cả nhà. Cổ này là cổ vuông. Đó, nhưng mà vuông vứt quá thì các chị mình hình như các chị mình không thích lắm. Cho nên em may cho mình cổ vuông cái này nè, cái phần này nó hơi bầu một chút xíu. Rồi tay này là tay lỡ nè, bao eo nè, dán xòe một lớp hai túi nha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1325. Đồng đang mặc trên người mã sản phẩm là 1325. Bây giờ chị nào chưa có cái đồng này của em thì mình comment liền phía dưới là 1325 với số điện thoại cho em. Em tư vấn và chị hàng chờ size cho cả nhà mình luôn ha. 1325 với số điện thoại nha cả nhà ơi. Chút đơn hàng giá ưu đãi nè. 1337 cho chị. Ê, Trời, em bước xỉu. 1337 em đang mặc trên người 1337, 219.000 đồng. Em xin lỗi cả nhà mình nha, em bị liệu. Có chị đặt hàng 1325 này, cái em thấy comment á. Em thấy comment, chị Huyền Võ em xin lỗi, em đang mặc trên người 1337. Em đang mặc trên người 1337 nha. Rồi chị nào đặt hàng lộn mã comment lại giúp em. 1337 hàng lụa mango co giãn nhẹ nhẹ. Trời ơi. Em thấy trời, cảm ơn chị Huyền Võ nha, em thấy chị comment 337 cái tự nhiên chợt nhớ ra. Em bị lộn cả nhà ơi. Rồi 1337 nha, 1337. Co giãn nhẹ một lớp kèm hai túi 1337. Chất liệu lụa mango 219.000 đồng. Cổ vuông nha, tay lỡ form rất là sang luôn. Đợt này bữa bán 299k. Bây giờ các chị mình đặt hàng em chút luôn. Có hả 219.000 thôi, đẹp lắm. Đây cổ tròn, cổ này cổ vuông nè, bầu góc nè. Tay lỡ cho mình nè, họa tiết hoa nè, đẹp chưa? Sang cực kỳ luôn cả nhà ơi. Có hai cái túi luôn. Đồng này màu lên đẹp ha cả nhà, form đơn giản dễ mặc cực kỳ luôn. Đi chơi đi tiệc thoải mái 1337 219.000 đồng. 1337 219.000 đồng, chị Thanh Nguyên có đơn hàng 1337 luôn. 219.000 đồng cả nhà nha, 219.000 đồng thôi. Đặt hàng đồng này comment liền phía dưới cho em tư vấn và chị hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn. 1337 với số điện thoại cho em là được nha cả nhà ơi. Đẹp xuất sắc. Rồi chị Thanh Nguyên có đơn hàng 1337 219k. Tay lỡ nha cả nhà ơi, form dáng nằm sang trọng dễ mặc ha. Rồi, còn muốn lên tay lỡ nữa không cả nhà? Tay lỡ em có thêm cho mình cái mẫu á. Mẫu nào ta? Tay lỡ là còn nhiều nha cả nhà ơi. Thôi lính này đi. Cái này đang sale còn 149.000 thôi nè. Cái này cũng tay lỡ đang sale còn 149 này vẫn chưa lên. Là rồi. 40 mấy ký mặc được á chị, tại vì đầm 1337 này em còn đủ size. Có 219k thôi hà, 219.000 đồng thôi hà. Rồi 1337 nha. Rồi chị Đặng thì em có đơn hàng 1337 luôn. Cái truyền thông kẻo giùm em nha. Nhiều khi em thấy comment nhảy lên cái số khác em bị liệu. Hên quá. Hên có chị comment lại. Rồi bây giờ đây. Em đang mặc trên người, mặc màu đen cho mình xem với. Màu đen. Màu đen nào chị ơi, chị thích màu đen nào? Màu đen tròn, cổ tròn hay là màu đen cổ vuông tay lưới hay là màu đen cổ vét? Đó, đây cái này màu xanh đen. Cái kia màu đen hình như nó lẻ size còn mờ thôi à. Để em cầm nó cho chị coi thử nha. Tại vì cái form nó gần như là giống nhau. Rồi mẫu em đang mặc trên người 1283 này còn mờ với L nè. Đó, còn cái kia còn mờ thôi. 149.000 đồng, cái chất vải tuyết mưa em đã mặc có chị mình mặc hết lắm. Vải của nó dày nha, mặc êm nha, không thô cứng và không gây khó chịu. Đầm này chút đơn hàng cho mình luôn là 179.000 đồng. Ôi em xin lỗi, 149.000 đồng, 149.000 đồng thôi. 1283 là mẫu em đang mặc trên người. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1283, 55kg độ về thì mình sẽ mặc đẹp. Còn cái em đang cầm trên tay mã sản phẩm là 1299. 1299 là cái em đang cầm trên tay và em sẽ chốt luôn cho cả nhà mình. Với mức giá cũng 149.000 đồng và 50kg độ về thì các chị mình sẽ mặc đẹp thoải mái. Rồi các chị mình ưng ý đầm nào của em thì mình đặt hàng sớm cho em nha. 1283 là mẫu đang mặc, 1283 là mẫu đang mặc. Còn 1299 là mẫu đang cầm. Đó, đồng giá luôn là 149.000 đồng thôi. Với chất liệu vải tuyết mưa cả nhà mình về nhà đảm bảo các chị mình hài lòng liền. Tại vì vải của nó cầm lên nó chắc tay luôn á, cầm lên nặng tay luôn. Xem mẫu màu đỏ này đúng không chị? Màu đỏ đô tay ngắn này đúng không? Hay là chị thích cái màu đỏ tay dài? Màu đỏ tươi tay dài. Hai màu đỏ này nó khác nhau, cả nhà thấy không? Cái tươi cái đô nè. Đó. Rồi chị thích cái đỏ nào comment phía dưới cho em. Đỏ tươi thì nãy em có mặc rồi, nhưng mà nếu như mình thích mặc lại thì em vẫn có thể là mặc lại cho mình xem sơ một lần.
Rồi 1, 2, 8, 3, 5, 6 kg mặc vừa không? Eo của mình bao nhiêu chị? Nếu như eo dưới 75 thì chị sẽ mặc vừa. Eo dưới 75 nha, chứ eo mà 76 là chật liền. Tại vì đầm này nó sẽ không có co giãn miếng nào. Rồi bây giờ thêm sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem mẫu khác nha. 1283 đầm này chị nào đặt hàng cũng khen hết. Vải của nó đẹp nè, form của nó mặc lên cũng đẹp nữa. Rồi chị Mai Hoàng, chị nhận 1283 rồi mặc form đẹp lắm. Em cảm ơn chị Mai Hoàng. Cái đầm này form ra rất là đẹp luôn cả nhà, em đảm bảo với các chị mình luôn. Ai mặc ai nhận cũng khen rồi, cái đầm này em bán ha.